Mình mới vừa xuống sân bay Portugal. Phải đi bộ vô. Giờ lên máy bay đi bay tới Barcelona. Đi này giống về Việt Nam quá. Solicitamos que informe a tripulação no caso de qualquer equipamento eletrónico mostrar sinais de avaria, sobreaquecimento, inclinação de túnel ou se perdido ou caído na estrutura da cadeira. Os equipamentos eletrónicos devem estar desligados das tomadas dos assentos durante a decolagem, aproximação, aterragem e procedimentos de emergência. Para mais informações, contatem a tripulação. Obrigado. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome aboard the Azores Airlines. All hand luggage should be stowed in the overhead lower supply during takeoff, approach, landing and emergency procedures. For further information, please contact the cabin crew. Thank you. Dạ, cái chân tới hôm nay. Nó ngay mong được hả? Ăn sáng cho máy bay là giống bữa ăn sáng ha. Rồi bây giờ mình mới xuống phi trường Barcelona đây. Dạ, cho đi hai tầng đâu thấy ốm đâu ha. Rồi giờ gia đình đón xe về khách sạn. Đó, hai vợ chồng bay qua Barcelona, Spain để gặp cha mẹ rồi đây. We are here at R&B. What up? Giờ vô check in, tắm rửa nghỉ ngơi. Rồi mình tới R&B của mình đây. Okay, I'm gonna help you with this one. This is your bed. Okay, để chỗ đấy. Phòng cho mẹ ngủ nhất á.
Rồi, như đây đây. Rồi, dạ, cho máy giặt là good rồi. We get our own room from the next one, and mommy and daddy get the sofa bed. Yeah. They have not slept on a sofa bed yet. Oh wow. Wow, ai cũng đứng nhìn hết á. Wow. So this is just the back of the building, the church. Wow, mà anh, họ cũng đứng họ coi à. Mỗi người tìm cái hướng để coi luôn mà. This is the most famous church in Barcelona. Trăm năm chưa làm xong đây. So beautiful. Mình phải nói Barcelona rất là đẹp nha. Wow, hồi ăn thử kem Barcelona ha. Kem thấy ăn hấp dẫn quá luôn nè. Crem à. Nay trời mát ha. Wow, cây cối đã rồi chứ. Rồi bây giờ gia đình đang dừng chân ở đây. Ăn, không biết ăn món gì đây. Barcelona, food and wine, đồ Tây Ban Nha biết không, biết món gì thôi. Mời vô gọi. Đó. Đang ngồi đặt ăn rồi. Mát, gió thổi hiu hiu. Này ngồi ngoài ăn nha đó. Ở trong có mấy bàn à. Chậm quá, nhưng mà ngồi ngoài mát. Wow, hấp dẫn quá. Sướng không? Có người được quay phim lên mạng, sướng quá rồi. Người quay phim đâu được lên truyền hình đâu. Hai mình ngồi quay phim mà.
Đó, giờ quay phim, quay phim về có được kỷ niệm thấy không? Cái bánh mì là bỏ cái olive oil. Người Việt Nam mình là mỗi lần keo là keo nhiều lắm. Bạn không phải vậy đó. Không có ít rồi. Có muối hả? Nhưng mà muốn bỏ muối. Rồi bây giờ đi mà mẹ. Quên đi. Quá đau mình dùng nước. Liệu ổn rồi mà. Cái này chắc chi quá. Quá. Dạ thế. Ừ. Đồ quá ngon. Cho ăn ngon nè. Chia. Sao ăn hết như đây nhiều đây. Chủ đây. Đại gia đây. Cái chụp hình giùm em. Rồi, đi tới nơi mình muốn thấy. Con gì đây? Có trạm xe điện à. Xe điện ta chạy tới em, cho tới tham quan cũng dễ nữa. Úp có xe điện nữa nè, qua em ơi, qua em lên. Sao cái trận á em, trận xe điện nè. Ủa cái gốc của cái building này gọi là cái gì vậy? Tới chân của cái building này nè. Cao nghèo luôn. Rồi muốn đi lên từng building này khám phá cái hồ thành phố Mirador. Mình mua vé đi lên. Tiền vô đây coi mà coi nè,
hai ông này ngồi nằm. Cada uno tiene su lugar en el espectro radioeléctrico. Todos juntos. Ahí lo tengo, ¿no? Lo tengo, ¿no? Yo me cago. Yeah. How many floors is this? 30 floors. 30. Oh. 30. Baño. Pero cara. Lấy vốn lại đây. Đi tàu điện đây, xuống cầu tàu điện như thế nào? Ngồi chờ xe điện. Bên đa số trồng cây không ha? Đường nào cũng trồng cây hết á. Em đứng lên chậm ra em.
anh mất cái nồi ở vậy con thì chết con. Quá trời. Con cũng không quay. Quá trời khách du lịch luôn. Đâu mà người ta đi như kiến mà chạy. Lại đây. Yes. Cam. Thank you.
Nè, chụp hình nè. Có đi. Nay sáng thức dậy gia đình là ăn sáng. Ăn đồ mẻ. Ăn mẻ. Ăn trái cây đi, trái cây đi. Có đồ ăn ở Barcelona như thế nào? Thử cà phê này nữa nè. À, mời đi à. Share the coffee. Mấy con ngồi vô ha. Chúng ta cái này gọi. Đây, đây cái này kia, lấy cái này. Chắc cái mẹ này ham chi cũng ngon đó. Đó, cái này này, mà lấy cái này. Do là chi với ham á. Mình có chuẩn bị đồ ăn không ạ? Wow, quá trời. Rồi ok, đi. Để nhìn hấp dẫn ha. Cái này giống như chợ cồn vậy á. Vô ngồi ăn. Chợ cồn cái gì đó. Vô mấy quán rồi ăn. Trời quá trời. Dạ. Why is this? Để qua trước mà. Món lụm đồ hết. 3 đồng mà quấy rẻ hả? Ờ, thấy bán nước đã. Ồ, oh, đây bán đồ sống luôn. Wow, chợ đã bán dữ bên Mỹ đó. Đó giờ heo nè. Everyone's going to get a bar.
Bỏ quét luôn á nha. Nước ở đây nè. Đó cherry bữa chẳng luôn á. Đó là cherry. Ở này vô đây hả? À. This is even know that we here. Prata. Oh, look cool, huh? Đang đi xếp hàng vô cổng nhé. VIP, VIP. À, có đưa cái này cho mình nghe nè, giống như là tour guide vậy. Nghe tiếng.
Vô đây. Nè em, cái đèn ở đây nè em. Hơi quanh đèn. Lên nó bán đồ ăn nữa mà. Ủa lên nó bán đồ ăn ăn nữa hả?
Oh man, that's it. Rồi, tour đến đây đã kết thúc. Casa Pato Palo gì đó. Đó, quá đẹp luôn. Chỗ này gift shop nha, souvenir. Ok, bye bye vợ. Bye. Save the best for last. Until next time, Barcelona. Rồi, ngồi ngoài ngồi ăn uống nè. Giờ 8 giờ tối. Tối mà tối 8 giờ 43 tối. 8 giờ 3 tối luôn mà. Sắp 9 giờ tối rồi. Liễu cho nó nha Liễu. Ngồi ngoài thấy ăn lãng mạn quá ha. Trời mát nữa. Bên đây thấy McDonald's với Burger King nhiều nha. Rồi đi qua cho hai em. Rồi hàng lấy đồ Việt kìa. Coi gặp người Việt Nam không? Lý đồ Việt mà không biết có Việt Nam không đây? we thought it church. Wow, có phở ngon quá. Có bia Sài Gòn uống nữa. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn, còn nói gì nữa. Phở gà. Ủa chào phở gà hả? Con này phở tái. Còn anh là phở đặc biệt không? Phở tái, tái không. Phở đặc biệt thì mấy quay giò viên, dê thịt. Cái này là mì hả? Cái này là bún. Cái này là diet. Cái này là diet. Này cơm hả? Vietnamese rice. Bún bò Huế ha. Hấp dẫn ha. Rồi. Mai. Sagrada Familia by night. Wow, buổi tối đẹp, đèn đẹp chưa? Có đổi màu hay mà. Mentira.